Trung Quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt, sử dụng, kinh doanh, buôn bán đối với tôm hùm bông. Và theo đó, xuất khẩu tôm hùm bông của nước ta sang thị trường Trung Quốc sẽ gặp khó. Theo đó, tháng 5 năm 2023, Trung Quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt, sử dụng, kinh doanh, buôn bán đối với tôm hùm bông và các loài trong danh mục các động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ. Đối với tôm hùm bông, phía bạn yêu cầu không được đánh bắt trực tiếp từ biển, phải có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, không được sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên, con giống phải là thế hệ F2. Như vậy, theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, vướng mắc trong xuất khẩu tôm hùm bông vào Trung Quốc là vấn đề bảo vệ động vật quý hiếm, nguy cấp và các thủ tục, kể cả xuất nhập khẩu và cơ sở xuất khẩu, chứng minh quá trình nuôi trồng từ con giống đáp ứng yêu cầu này.